Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một người bạn đồng hành vô cùng hữu ích trong căn bếp nhà chúng ta, đó là sản phẩm máy xay cầm tay. Sản phẩm máy xay tỏi ớt cầm tay khác có mặt trên thị trường, chúng có phần trụ xay nằm trong khoang đựng nguyên liệu, nhưng khi xay xong bạn sẽ rất khó khăn để lấy phần nguyên liệu ra ngoài. Máy xay của chúng tôi được cải tiến nhiều hơn, hiệu quả hơn, phần trụ xay được gắn với nắp của máy và có thể tháo rời. Bạn gắn phần trụ xay vào nắp rồi úp vào phần đựng nguyên liệu. Tiếp theo, kéo, kéo và kéo, khoảng 5 đến 8 lần là được. Mở nắp ra và đây là thành phẩm. Việc xay sinh chúng cũng rất dễ dàng, chỉ cần rửa trực tiếp dưới vòi nước